Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nhân Long Audio Hà Nội, địa chỉ số 12 ngõ 82 Mễ Trì Hạ. Quý vị và các bạn quan tâm, xin mời quý vị và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ bên góc phải màn hình để cập nhật những sản phẩm mới nhất cũng như những video mới nhất do Nhân Long Audio thực hiện. Vâng, và đây là một kênh chuyên giới thiệu và test hoạt động các sản phẩm gửi đến quý vị và các bạn cùng tham khảo, cũng như công bố những mức giá phù hợp nhất gửi đến quý vị và các bạn cùng cân đối cho cái bộ dàn âm thanh nhà mình. Và hôm nay cũng như thường lệ, em xin giới thiệu và gửi đến quý vị và các bạn một bộ sản phẩm rất là hay trong cái phân khúc của nó. Vâng, đầu tiên đó là chiếc âm ly Acouphase có model là E315V. Đây là một trong những model phải nói là huyền thoại của hãng và được rất nhiều anh em ưa chuộng cái dòng 305V này. Và em đang ghép với đôi loa JBL L65 Dubai phát thiết dâu dài. Và đây là một bộ khá là hay, và em đang sử dụng cái nguồn phát đó là chiếc đầu CD Sony 3.5 ESG, kê vào chiếc âm ly cũng rất là hợp luôn các bác nhé, bởi vì là hai dòng này nó có thiết kế hai cái hồi gỗ piano rất là đẹp luôn. Và bây giờ em sẽ đi quay gần lại, giới thiệu chi tiết từng món sản phẩm và test hoạt động các chức năng cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Vâng, địa chỉ nhà em đây, số 12 ngõ 82 Mễ Trì Hạ, số điện thoại. Và quý vị đừng quên bấm vào đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Vâng, đầu tiên đó là chiếc đầu Sony 3.5 ESG. Chiếc đầu này là nó cũng thiết kế mặt vàng chanh này, hai hồi gỗ piano rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, kê với chiếc âm ly Acouphase 3.5V này cũng rất là hợp luôn. Chiếc đầu này thì em đã test hôm qua rồi, và bây giờ em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc âm ly Acouphase 305V. Dòng này là thiết kế mặt vàng chanh này. Đây, bên này nó là input selector là các ngõ vào này, CD tuner line 1, line 2, line 3 và CD ba lăng. Còn bên này nó là volume. Đấy. Và dòng này nó thiết kế cái đồng hồ vu cân xứng ở giữa rất đẹp. Đấy, và dưới nó có lắp band này. Đấy. Lắp band này là nó có các cầu loa này, tappe recorder này. Đấy, nên là sub sonic này và com này và bát chép này, ba lăng này. Đây, đây test hoạt động tất cả các hoạt động cho các bác. Và đây chép này. Rất là hay luôn nhé các bác nhé. Và đây là bát này. Chiếc âm ly là thiết kế hai hồi gỗ piano rất đẹp luôn các bác nhá. Hai hồi gỗ piano. Và đang kê với chiếc đầu này rất là đẹp luôn. Bác nào mà có nhu cầu lấy cả bộ thì giá sẽ là rất là tốt cho các bác. Như chiếc âm ly Acouphase E305V này em đang bán với giá là đi 58 triệu, và chiếc đầu CD này hôm qua em báo giá với các bác là 10 triệu 500. Và đây bên này em đang ghép với chiếc ghép với đôi loa JBL L65 Dubai bát huyết lâu dài. Loa gồm có 3 đường tiếng, bát 30, màng giấy, gân mút. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Và dòng này sử dụng một mic giấy này và một chép dìu này, hay còn gọi là chép kim cương này. Và kính kiết trên này, con này là căng kiết đầy đủ các bác nhá, không bị rách dưới, căng rất là đẹp luôn. Em tháo ra để em quay cho các bác ấy. Đây, chiếc con này, đôi loa này em đang bán với giá là 73 triệu cho một đôi loa đẹp xuất sắc như này. Và bây giờ em sẽ test một bài nhạc, mời quý vị và các bạn cùng nghe thử chất âm của nó. Đoạn đường
tôi có